Quyển 17, chương 5, ác chiến. Lúc này, không khí trên xe buýt rất khẩn trương. Chiếc xe chạy nhanh trong thành thị nhưng lại không gây chú ý với bất luận người nào. Trong xe buýt đã hoàn toàn cách biệt với ngoại giới. Mỗi một người ngoại quốc đều giám thị nhất cử nhất động của đám hành khách. Vài người chết làm gương cũng làm cho họ không còn mở miệng xin tha nữa. Minh Vương vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Thượng Quan Miên Thủy Chung ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tay phải của nàng vô lực rũ xuống, nhưng tay trái vẫn nằm lay trách lựu đạn. Trong không khí áp lực này, bốn chủ hộ khác cũng tự hỏi, hôm nay phải chết trên tay quỷ hồn hay là trong tay của bọn sát thủ đây? An Tuyết Lệ lại vô cùng chờ mong, quỷ hồn trong bức họa xuất hiện, giết chết cái tên đầu trọc. Thế nhưng nàng cầu nguyện chẳng có chút tác dụng. Ngay lúc tầm mắt nàng chuyển hướng tới bức họa, lại thêm một hành khách bị giết. Lại muốn nhảy cửa sổ trốn thoát, không muốn sống nữa à? Bị giết là một thanh niên tóc nhọn vàng, ngồi rất gần với Di Chân. Lúc này, trên đầu hắn xuất hiện một lỗ máu, thân thể vô lực ngã xuống. Nam nhân ngoại quốc giết hắn xong còn đá vào đầu, nói: còn dám bỏ trốn, kết cục chính là hắn. Lại là một hành khách bị giết. Hiện tại trên xe buýt hoàn toàn bị không khí khủng bố bao trùm. Một vài người lá gan tương đối nhỏ đã tiểu trong quần. Nhưng Minh Vương ngay cả nháy mắt một cái cũng không có. Hắn biết lúc này nếu ánh mắt rời khỏi Thượng Quan Miên, hậu quả hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Thùy Mỹ Nhân tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể khinh thị. Thượng Quan Miên đến bây giờ vẫn chưa từng mở bức tranh của mình ra xem, nhưng nàng cũng chú ý tới dị biến của những người khác. Bất quá, biểu hiện của nàng không hề có chút lo lắng nào, ánh mắt Thủy Chung không hề rời khỏi Minh Vương. Hiện tại đã hình thành một cục diện giằng co. Theo thời gian không ngừng trôi qua, rốt cuộc đã qua một canh giờ. Trong một canh giờ này, bức tranh thủy mặc cũng không có biến hóa lớn. Thế nhưng, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm chủ hộ run sợ. Một canh giờ này, Minh Vương cùng Thượng Quan Miên đều quan sát đối phương. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng kêu to. Đó là tên của một sát thủ cầm súng. Hắn đang nắm chặt lấy tóc của Lâm Tầm Hồ, di súng vào chóp mũi của nàng. Người đi chết đi! Chuyện gì xảy ra? Một người ngoại quốc bên cạnh nhíu lông mày hỏi. Nàng làm sao vậy? Hừ, ta bất quá chỉ sờ ngực nàng mà thôi. Vậy mà dám cạo ta, ngược lại còn rất mạnh mẽ à. Tên khác giận không kìm được nói. Dứt khoát giết đi là được rồi. Dừng tay. Di Chân lập tức bổ nhào tới trước mặt Lâm Tâm Hồ, dùng tiếng Anh nói. Thật xin lỗi, tiên sinh. Làm ngươi bị thương, xin hãy tha cho nàng. Tên sát thủ cười dữ tợn một tiếng, rút súng nhắm ngay trán của nàng nói. Lại là ngươi. Tốt, đã như vậy, giết ngươi trước. Hành khách trên xe buýt đều nhìn về phía Di Chân, không ít người đồng tình và bội phục nàng. Nhưng không ai dám tỏ vẻ lên tiếng, chỉ sợ vong mệnh. Lúc này, không ai có thể cứu nàng. Tên sát thủ mặc hắc y thưởng thức nỗi sợ hãi xẹt qua trong mắt của Di Chân. Bỗng nhiên chú ý tới dưới chân nàng rớt xuống một trang giấy. Hắn nhìn liếc qua nói: chẳng lẽ ngươi đang coi thư tình của bạn trai? Bất quá đây cũng là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy rồi. Bồ Mỹ Linh, tên bạn trai ngươi, ha ha, xem xong rồi thì chết đi. Sau đó, hắn chuẩn bị bóp cò, nhưng đột nhiên một con dao phóng tới đâm vào cổ. Lực lượng trùng kích làm thân thể hắn văng sang một bên, ngã trên mặt đất. Tay trái Thượng Quan Miên vẫn còn giơ cao, nhìn về phía thân thể của tên sát thủ kia. Minh Vương mở miệng. Thật là khó có được à, Thủy Mỹ Nhân, trứ danh lãnh khóc lại đi cứu người khác. Kỳ quái nha. Thượng Quan Miên lại làm như mắt điếc tai ngơ.
hai con ngươi tập trung nhìn vào Di Chân hỏi. Ngươi và bồ Mỹ Linh có quan hệ thế nào? Di Chân khó tin nhìn thi thể ngã xuống cách nàng không xa, quay đầu nhìn về phía người xuất thủ, Thượng Quan Miên, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết hắn sao? Di Chân cầm lấy tờ nhật ký nói. Ngươi biết nam nhân viết cuốn nhật ký này? Thượng Quan Miên phóng về phía Di Chân. Minh Vương cũng lập tức nâng người phóng tới phía sau nàng, nhưng động tác của Thượng Quan Miên cực nhanh, trong nháy mắt đã đến chỗ Di Chân cầm lấy mảnh nhật ký. Mà lúc này Minh Vương cũng đã đến phía sau nàng, hai tay giơ lên cao chộp về phía đỉnh đầu của nàng. Thượng Quan Miên căn bản không kịp né tránh đã bị Minh Vương nắm lấy, hung hăng nện đầu vào cửa sổ kính thủy tinh. Giết người của ta còn không để ta vào mắt, ngươi cho rằng danh hào Minh Vương của ta là để trang trí sao? Trán Thượng Quan Miên hung hăng đụng vào mặt kính thủy tinh, máu tươi lại chảy xuống không ngừng, nhưng đồng thời nàng dùng tay trái đấm vỡ mặt kính thủy tinh, đem trái lựu đạn trong tay ném ra ngoài. Lúc này xe vừa vặn chạy tới trước một tòa building lớn, trái lựu đạn bay vào bên trong tòa building lập tức phát nổ, khí lãng bạo tạc làm cho lầu một của tòa building hoàn toàn sập đổ. Chiếc xe buýt cũng bị ảnh hưởng của khí lãng phụ nổ làm chấn vỡ cửa sổ kính thủy tinh. Trên đường cái, những chiếc xe đều dừng lại, mà những người đi bộ lưu hành gần đó chấn kinh không thôi. Không ít người lấy điện thoại di động ra quay lại toàn cảnh. Người Minh Vương tức khắc hiểu Thượng Quan Miên chính là chờ đợi thời cơ để làm điều này. Chiếc xe buýt bị chú ý, cảnh sát nhất định sẽ hành động, căn cứ vào biển số xe để chặn lại. Tới lúc đó hỗn loạn, Thượng Quan Miên có thể đục nước béo cò. Bọn người An Tuyết Lệ cũng bị mảnh thủy tinh văng trúng làm bị thương. Bất quá, điều đầu tiên bọn hắn phản ứng là bảo vệ bức tranh thủy mặc. Khá tốt, bức họa kia không hề bị hao tổn. Nhưng hành động của Thượng Quan Miên lại đem bọn hắn hù sợ. Tốt, thật độc ác. An Tuyết Lệ ngơ ngác nói. Tòa building kia người đến người đi, lần này không biết chết bao nhiêu người đây. Nữ nhân này, con mắt cũng không nháy một cái, hoàn toàn không để ý tới bao nhiêu sinh mạng như vậy. Người muốn chết? Không biết đã bao nhiêu năm, Minh Vương chưa từng phẫn nộ tới trình độ này. Giờ phút này, khuôn mặt hắn vì giận dữ mà vặn vẹo, một quyền hung hăng hướng về phía Thượng Quan Miên. Ta muốn người sống không bằng chết. Không có tác dụng, Thượng Quan Miên nhổ ra một búng máu nói. Ta đã tiêm cấm dược, lúc này ngươi đánh thế nào ta cũng không đau. Làm sao đây? Ngươi buông tha cho chiếc xe buýt này, hay là lựa chọn quần nhau với cảnh sát Trung Quốc? Dù sao nơi đây vẫn là nội thành, lực lượng xuất động sẽ tương đối nhiều. Hơn nữa, nổ bom lớn tới như vậy, chắc chắn sẽ có cảnh sát cơ động điều tới. Cho dù ngươi có đem tất cả cảnh sát có vũ trang giết hết thì cũng đã đủ để chế trụ ngươi rồi. Ngươi không phải cũng giống vậy sao? Người ném lựu đạn chính là ngươi. Minh Vương nói đến đây lại tung ra một quyền đánh lên mặt của Thượng Quan Miên. Thân thể nàng bay ngược ra sau, thậm chí trong miệng còn học ra vài cái răng, máu mũi cũng tràn ra không ít. Ngươi cho rằng ta tạm thời không giết ngươi thì ngươi có thể tiêu dao rồi hả? Minh Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Ta hiện tại đem hai tay của ngươi chặt đứt. Giờ khắc này, những người bên trong xe buýt đều cảm giác như lâm vào hầm băng. Chờ một chút, Minh Vương bỗng nhiên nói. Thật kỳ quái, ngươi vì cái gì cứ một mực đeo cái ba lô kia chiến đấu với ta? Rõ ràng cởi nó ra tốc độ của ngươi sẽ tăng lên nhiều. Hẳn là ngươi có vật nhất định phải tùy thân mang theo, không thể rời khỏi ngươi. Trong ba lô kia đúng là đang để bức tranh thủy mặc. Nếu như bức tranh rời khỏi Thượng Quan Miên hơn một mét, bóng dáng nguyền rủa sẽ lập tức khởi động. Tay Minh Vương rung lên, trong tay áo xuất hiện hai cây trường đao. Đây chính là song đao Minh Vương thường dùng,
Hai thanh đao này không biết đã cướp đi bao nhiêu tánh mạng. Hằng tiếp cận Thượng Quan Miên, nói: "Kế tiếp, để ta tới nhìn trong ba lô của người chứa gì." Thượng Quan Miên túm lấy một cái ghế đứng lên, khóe miệng và mũi nàng vẫn còn tuôn ra máu. Nếu không phải dựa vào cấm dược, lúc này đã không thể nào thoải mái hoạt động. Vừa rồi Minh Vương xuất ra một quyền kia, trên người đã gãy vài cái xương sườn, nội tạng cũng đã bị tổn thương. Dù sao đó cũng là một kích toàn lực của Minh Vương. Thượng Quan Miên cho dù tới thời điểm đứng lên, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra, nhỏ trên mặt đất. Hiện tại tay phải của nàng đã bị phế, chỉ sử dụng được tay trái, mà cơ thể Minh Vương cơ hồ không có tổn thương nào. Bỗng nhiên, tất cả nam nhân ngoại quốc đều chĩa xuống về Thượng Quan Miên. Những người này đều là sát thủ số 1 số 2 tại thế giới ngầm châu Âu, đồng dạng được gia tộc Eli Khắc Sâm dùng tiền mời tới. Thủy mỹ nhân bị trọng thương, mọi người cùng nhau bắn chết nàng. Đang chết rồi, khoản thù lao kia chính là của chúng ta. Mọi người cùng nhau giết nàng. Nhưng ngày nấy còn chưa kịp bóp cò, Thượng Quan Miên bỗng ép nửa người trên xuống, lập tức xuất ra khẩu súng giấu trong tay trái, giao qua một vòng. Tất cả những tên sát thủ cầm súng trên trán đều thủng một lỗ. Dù sao bắn vào ngực cũng không an toàn, không thể chắc chắn bọn hắn có mặc áo chống đạn hay không. Tức khắc, từng vòi máu tươi bắn ra. Bên trong xe buýt, ngoài trừ Minh Vương, tất cả những tên sát thủ ngoại quốc kia đều đã chết. Người Minh Vương trống giận, đang muốn phóng đi, đột nhiên xe buýt chạy siêu siêu vẹo vẹo. Hắn giật mình nhìn lại ghế lái, tên tài xế vậy mà đã bị Thượng Quan Miên bắn chết rồi. Nàng rõ ràng giết chết tài xế để chiếc xe mất đi khống chế. Thủy mỹ nhân, Minh Vương phẫn nộ rống to. Nhưng sau khi xe buýt mất đi khống chế, liền lao vào một tòa cao ốc. Cú va chạm này làm thân thể Minh Vương vì tác động quán tính mà lao về phía trước. Thượng Quan Miên thì lợi dụng cơ hội này nhanh chóng tiếp cận hắn, sau đó đem mũi súng nhắm ngay cổ hắn. Người đi chết đi. Minh Vương phun lên trường đao bổ về phía Thượng Quan Miên. Thời khắc mấu chốt hắn đã tránh được, nhưng viên đạn vẫn xuyên qua bờ vai của hắn. Xem ra hắn tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình mà không mặc áo chống đạn, lập tức té trên mặt đất. Nhưng hai cây trường đao cũng cắt đứt dây đeo ba lô của Thượng Quan Miên. Đầu xe buýt bị đụng nát, miếng thủy tinh từ cửa sổ xe tan vỡ văng đầy sàn. Các hành khách nhào nhào đứng lên tìm đường thoát khỏi. Phía sau có rất nhiều xe cảnh sát đuổi theo. Thủy mỹ nhân, Minh Vương gào thét khản cả giọng. Ta Minh Vương Lộ Boss thề nhất định phải cho người xuống địa ngục. Bao nhiêu năm rồi chưa có người làm cho hắn bị thương, Thủy mỹ nhân là người thứ nhất. Sau đó hai tay hắn chụp lên ba lô, Thượng Quan Miên cũng bắt lấy ba lô. Xem ra người phi thường coi trọng thứ này. Đầu vai Minh Vương tuy còn chảy máu, nhưng hắn không hề buông tay. Miệng ba lô bị lực tác động hé mở. Minh Vương dùng chân đá một cái, làm cho cái hộp chữ nhật trong ba lô bay lên không trung. Thượng Quan Miên nhanh chóng bắt lấy một đầu hộp, Minh Vương bắt được đầu còn lại. Lúc này, bọn người An Tuyết Lệ và Di Chân đã rời khỏi xe buýt. Cảnh sát cũng đã hoàn toàn bao vây chiếc xe lại, vô số súng vác vai đang lên nòng đều chĩa vào bên trong xe buýt. Thứ này đối với người thật trọng yếu như vậy? Minh Vương bỗng nhiên vung lên trường đao. Đã như vậy, hủy diệt nó cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Sau đó, trường đao của Minh Vương mãnh liệt bổ tới chiếc hộp. Thượng Quan Miên lập tức giơ súng lên chặn trường đao lại. Sau đó, nàng nhanh chóng mở nắp hộp, lấy ra bức tranh, kéo giãn khoảng cách với Minh Vương. Cùng lúc đó, nàng cũng đem mặt nạ An Tuyết Lệ lưu lại mang lên. Lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng loa của cảnh sát. Hai người bên trong lập tức đi ra, xe buýt sắp nổ tung rồi. Vừa dứt lời,
Thượng Quan Miên liền chạy ra khỏi xe buýt. Cùng lúc đó, Minh Vương cũng đồng dạng vọt ra, vung vẫy hai trường đao nói: Thủy Mỹ Nhân, đã như vậy, ta muốn hủy diệt thứ trên tay người. Hai người các ngươi giơ ta lên. Rất nhiều nhân viên cảnh sát giơ súng nhắm vào Thượng Quan Miên cùng Minh Vương. Chỉ cần hai người có dịp động, xe lập tức nổ súng. Các ngươi kêu ta giơ tay lên. Thượng Quan Miên nhìn đám nhân viên cảnh sát vây quanh hắn, trường đao trên tay phải thu lại, sau đó rút ra một cây súng bên hông, nhanh chóng bóp cò. Trong tích tắc, đám cảnh sát chung quanh chết hết. Nổ súng, tất cả mọi người nổ súng. Người cầm đầu lập tức hạ lệnh, tất cả nhân viên cảnh sát đều nổ súng, mà Thượng Quan Miên thì lắc người chạy tới phòng ngoài. Bởi vậy, cũng có một vài viên cảnh sát đem mũi súng chĩa về phía nàng. Thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị một độc châm đâm xuyên cổ họng. Động tác của Thượng Quan Miên nhanh đến cực điểm, căn bản là không ai nhìn thấy nàng phóng châm lúc nào. Thủy Mỹ Nhân, người trốn không thoát. Minh Vương nói đến đây, từ trong ngực móc ra một quả lựu đạn ném về phía cảnh sát. Bọn người An Tuyết Lệ, Không Phi Phạm đã rời xa hiện trường, phần có thể nghe được tiếng nổ mạnh kia. Trời ạ. Không Phi Phạm gắt gao ôm lấy bức tranh thủy mặc nói: Thượng Quan Miên, nàng đến cùng là nhân vật nào vậy? Thủy Mỹ Nhân là danh hiệu sát thủ của nàng sao? Ai biết, dù sao ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với nàng. Lý Kiện Phi nói xong, nhìn về phía bức tranh thủy mặc trên tay. Không nhìn thì thôi, nhìn tới lại sợ tới suýt nữa phải kêu ra tiếng. Trong bức tranh thủy mặc, cái miệng mỹ nữ mở ngoác ra, từ trong thò ra hai cánh tay trắng bệch và một cái đỉnh đầu.